chào quý bà con thân yêu. Ngày hôm nay Hồng Anh lại quay trở lại để chia sẻ với bà con chúng ta một cái câu hỏi bà con hỏi nhiều dữ lắm. Tại vì thật sự đây là một cái loại mới bà con chúng ta chắc chưa có ăn. Đó là cái mít mơ của chúng ta, cái hương vị như thế nào. Và trong video này Hồng Anh xin phép được ngồi đếm sao quý bà con chúng ta luôn. Hồi xưa anh em mà lên cây giống ban đêm có hát cái khúc là đã khuya rồi vẫn ngồi đếm cây. Thì bây giờ là đã sáng rồi vẫn ngồi đếm mít nha bà con nha. Thì khi mà Hoàng Anh ăn và Hoàng Anh sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta về hương vị của là mít mơ này như thế nào một cách chân thật nhất. Rồi sau đó bà con chúng ta nhớ giúp dù Hoàng Anh dành cho Hoàng Anh ít phút để chúng ta cùng đếm coi một cái trái mít mơ như thế này. Hồi nãy là 2kg thì được 1.3kg, được 1.3kg cơm thì chúng ta sẽ ra được bao nhiêu muối, ra được bao nhiêu cái hộp, bao nhiêu cái muối như thế này nha bà con nha. Và dĩ nhiên là Hoàng Anh sẽ không có ăn nổi rồi, Hoàng Anh sẽ cắt ra thôi để hồi Hoàng Anh có thể mời các bạn trong văn phòng cùng ăn. Rồi rất là tiếc là Hoàng Anh không có bao tay, nhưng mà cũng mong mấy bạn có thể thông cảm giúp dù Hoàng Anh nhé. Rồi bây giờ Hoàng Anh sẽ ăn cái muối mít để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ về cái hương vị của mít mơ. Mít mơ cái trái này ngày hôm nay bà con đi Cali tốt nên là cái màu vàng khá là ổng ả. Còn một số trái mà hôm trước Hoàng Anh có quay thì cái mít mơ thì nó sẽ màu nó hơi nhạt xíu. Nhưng mà nếu bà con chúng ta đi Cali tốt thì cái màu nó cũng khá là bắt mắt nha bà con nha. Rồi mít mơ thì dĩ nhiên nó cũng sẽ hơi nhão nhão giống như mít tú nữ này, chúng ta không bàn nhé. Rồi cái hộp của nó thì cũng vừa phải, cơm của nó cũng khá là nhiều. Mềm nè, tan trong miệng. Đó là hai cái nha, tan trong miệng. Thơm như mùi mít gì đó, mùi mít tú nữ. Thơm à, tan trong miệng, mềm. Ngọt, hậu cũng ngọt luôn. Ngọt nhưng mà không gắt, hậu cũng ngọt. Rất là tan, rất là tan, ăn rất là thích luôn, ăn là có xu hướng bị ghiền. Đây là lý do tại sao quan tập thể dục hoài mà anh thấy cũng không ốm được. Rất ngon mà con nha. Mềm nè, màu sắc bắt mắt, màu vàng nè, hương vị giống mít tú nữ nè. Hậu của mít tú nữ là hậu chua, nhưng hậu của mít mơ là hậu ngọt, và ngọt rất là đậm đà nhưng mà không có gắt. Đó là những cái hương vị mà anh có thể diễn tả về mít mơ. Và cái mít mơ này tỷ lệ cơm khá là cao, bà con chúng ta cùng nhắm lại đó, nên nãy mới rủ bà con chúng ta cùng nhau đếm sao đó. Bà con thấy nó tròn quay nguyên một cái cùi luôn, chứ không phải là nó không phải là chỗ lõm chỗ lòi giống như mít tú nữ thì Nhật ăn mít tú nữ rồi phải không, thấy là mít nó lõm qua lõm lại đó. Còn cái mít mơ thì không nha, mít mơ rất ok, chỗ này rất là tuyệt vời luôn. Vậy bây giờ bà con chúng ta nè, bà con thấy cái này là bà con biết là mít mơ nó nhiều muối rồi, nó ít sơ nó phải nhiều muối hàng này, nó là hai cái thằng đó kháng mà nè, ít sơ thì phải nhiều muối nha. 1.3kg ruột mít cho một cái trái mít 2kg là coi như là tỷ lệ cơm 65%. Giờ bắt đầu đếm nha bà con nha. Dĩ nhiên là họ anh sẽ đếm những hộp bà ăn trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đi. Rồi bây giờ mình cắt vậy đi ha. Mình cắt sao cho vừa lòng, cho sao dễ ta. Cái này nó hơi nãy nhiêu rồi cưng? 11, 12, 13. Này 2 muối không? 14, 15, dễ đó. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Trời ơi, có một khúc mà 27 muối rồi. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Trời ơi, bà con coi nào, còn nguyên khúc dưới luôn. 33 em. 34,
35, 36, 37. Ba mươi tám, 39, 40. Trời đất ơi, mít tới nửa nãy giờ hết rồi đó. 41, 42, 43, này mấy, 44, 45, 46, 3 nha bà con nha, 46, 47, 48, 49, 50, trời ơi, 51, 52, 53, 54 muối mít mơ nha, 55, 56 mít mơ nha bà con, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dễ hơn rồi, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79 thần tài luôn ta, 73, 74, 75, 76, trời ơi, 77, 78, 79, 80, 81. Ô là trời, 81 con gì mày? Chị không biết, chị biết 79 là mọi người nói thần tài. 81 muối cho một cái cùi muối này, chứ còn anh gồng lên muốn mỏi, muốn đau chuột luôn, muốn xuất cái ngón tay luôn. Bà con coi đây là một cái thành phẩm của một cái trái mít mơ của chúng ta, 2kg, bà con, rất là đẹp luôn. Mà anh cắt ra bà con thấy rõ ràng 81 cái muối như thế này cho một cái trái mít mơ. Mùi sợi quá đã, hương thị thì quá ngon. Cái này mà bỏ vô tủ lạnh một cái nữa ha, thì nói mà nói còn gì để nói nữa, trời ơi là trời. Bà con biết không, cái trái này là mới 2kg thôi, còn cái trái này là 4kg nè. Chắc là Hoàng Anh đếm mỗi răng luôn á. 81 muối cho một cái, 81 muối cho một cái trái mít mơ. Bà con cắt ra dày, xong rồi chúng ta lấy nĩa, chúng ta xăm, chúng ta mời khách, chứ không lẽ chúng ta cầm nguyên cùi này chúng ta mời, đúng không? Còn đối với mít tu, ê, đây còn hai hộp nữa đó Nhật. 83 em ơi. 83, xin lỗi nha. Trần sự trình sàng, sự trình sàng, 83, 83. Chúng ta lấy cái nĩa, chúng ta xăm vô rồi chúng ta mời khách, chúng ta đâu để nguyên cùi gì được, đúng không? Và ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Để lạnh lạnh xíu đem ra mời khách rất đã luôn. Tuyệt vời cho mít mơ bà con nha. Hương vị đậm đà, quan trọng của nó là hậu ngọt. Mít tố nữ là hậu chua, muối nhiều hơn, cơm nhiều hơn, xứng đáng bỏ tiền ra để mua hơn. Trái nhiều hơn, năng suất cao hơn, trồng sớm trái hơn, xứng đáng để chúng ta trồng, đúng không ạ? Một lần nữa, mít mơ, một loại mít rất là ngon, hân hạnh tài trợ cho video này. Và cảm ơn quý bà con chúng ta đã ngồi đếm mít cùng với Hoàng Anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.